tầm ngực cái bơm mặt bơm đồ lum, giờ nó làm nó quay qua nó làm bên chị ba luôn rồi, làm cũng tiêm filler với lại nó làm móng rồi chăm sóc da mặt. Sao nước rút đây là chốn thanh bình ha, yên ả ha. Ừ, chắc về đây ở quá. Trốn vợ 6 ngày 6 đêm về đây ở đi, rồi mốt cái mới chừng 3 ngày thôi vợ ơi, về lên gấp vợ ơi. Năn nỉ vợ ơi cho em cho anh về. Nó có đường đi xuống nè. Chào buổi sáng nha cả nhà, giờ này là 5 giờ sáng ở dưới Vĩnh Long. Hai vợ chồng già về đây nghỉ mát. Ừ. Trơn anh. Chỉ đến cái khúc ấy thôi, đến cái khúc cây nào nó còn trong thôi, còn xuống dưới là bùn không đó. Đây cả nhà, giờ này là nước nó rút. Một lát nước nó lên thì mình có đi ghe, đó, đi vòng vòng xong nước chơi. Cây nè, cây nó cắt nè. Thì cây đây cắt mà đó ngã xuống anh. Đây là cây gì à? Cây cây này cây tràm hay cây gì nè, cái lá này nó để nấu dầu á, dầu ấy á, dầu tràm hay gì á. Dầu tràm anh. Đúng rồi, giờ đây an nhàn ha. Thì đây nó thoải mái. Nó mà đổ ra tới ngoài đây đỡ bút máy. Không thì nó tương lai nó sẽ đổ thôi. Ừ, nó đổ ra xe chạy ngon lành luôn. Ở dưới quê là đổ vậy rồi. Xe vô anh thấy quải quá. Đang ngầu biết chút xíu ra sao. Nếu mà bên đây không có sông á thì mình đi mình không có sợ. Tại vì lần đầu tiên mình về quê mà lần đầu tiên chạy xe mà cảm giác được về sông như thế, một bên là sông còn một bên nữa là thấp. Chủng nhà người ta chủng xuống. Đó, đi đường đường có này 2 mét à, 2 mét anh ha. 2 mét. Xe mình mét 9 hả? Mét 98. Gần 2 mét. Đi nhích qua bởi nhưng mà nó không được đường thẳng, đường quê mà. Đâu có thẳng đâu. Đi cứ quẹo quanh co. Bởi vì tại sao mà đi học lái xe nó có khúc quách quanh co là vậy? Rồi, em chạy vô không được đâu. Không, em chạy không được đâu, em sợ rồi. Xe 4 chỗ thì có may nhưng mà nhìn ở trong, nhìn mình trong xe, ở ngoài mình nhìn mà không sợ chứ. Ừ. Nhìn lắm. Nhiều người thấy anh đang mà nhiều người nói chạy cái dù cứ qua. Ừ. Không đơn đi. Giản đâu. Bên đây đi biết. À, bên sông chỉ cần gớt cái bánh xe xuống thôi là ăn chất luôn đó. Khúc này là còn đỡ nha, khúc mé ngoài kia là nó một bên là giống như vực thẳm. Đi lỡ cái gì xuống cái ao luôn. Ngoại với như sơn ngò mà. Còn khúc luôn. Đây cả nhà, nơi chốn thanh bình. Về già về đây. Về già về đây ở, trồng cây nuôi cá khỏe. Đúng không? À, em tắt đi. Đây là nay về thư giãn đi quê. Sau này về già chắc cũng về đây mua ở đây. Đây. Để bên kia kìa, mấy dép chứ. Dép sao kìa? Dép một đống dép cũ kìa. Có hai đi bình thơ rồi. Đống dép cũ này đóng đó. Dạ, anh đi. Anh kêu quay này nè. Dạ. Dạ. Sáng năm cuối chứ không ăn những gì luôn. Biết mà. Không ăn những gì luôn. Hôm nay ăn được miếng nguyên mực với miếng cơm. Dạ, cảm ơn bác. Nó muốn bỏ không được uống rồi. Mẹ ăn cơm luôn, không thấy cơm rồi.
Dạ, má bột, bột, bột không à, không có cơm đâu. Trời ơi quá trời. Bột quá 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 phà. Mặt tôi ăn gào. Dẹp a bát vô đây. Ủa kìa kìa. Ăn rồi con đem a bát thì dẹp vô. Đây, đây là một cặp cái. Lên thả, lên thả. Ta cắt luôn rồi. Nét nước rồi sao? Nếp nhỏ nhỏ thì không được. Lấy cái nước nữa nha. Nước ăn bên đây gì vậy á? Qua đó là qua quả rồi. Quẹo lên, nó quẹo lên. Quẹo lên còn mấy cây. Nó quẹo lên thì mấy cây sắp cây số. Thấy vậy à. Chưa mà, chiều mai mình mới về mà. Sáng mai còn đi cái kia nữa. Ừ. Ăn không à? Hả? Ăn không không? Mai đi bến Ninh Kiều con. Bến Ninh Kiều ở đâu con? Trà nở cá răng con. Con biết trà nở cá răng. Còn gì đem xuống dưới nữa không? Trên nổi. Rau rau, trà nở cá răng. Đúng vậy chú, trà lá kìa. Trên mạng vậy đó. Gõ vô trà nở cá răng. Cho nó lạ lạ tí chứ. Thành phố quá hoài dễ thương. Gõ vô trà nở cá răng. Quay chơi đi. Mà chơi với sông nước không nha. Lâu lâu mình về quê mới thấy nó lạ con. Cái thành phố mà nó quen quá rồi đúng không? Ừ, ừ, mày cao tao cái gì? Cái nhà nó cũng quá nè. Mà nói với nghe nó bự lắm. Nó bự lắm. Mà nó to lắm không sao. Không muốn mua nữa chạy rồi. Ra đây mua. Chơi đi rồi. Có đi mấy lần rồi mà. Con em có hai cái áo phao và vợ thấy ví dụ mà đảo không? Nói trước. Đúng rồi. Áo phao. Cầm cho con. Thì có nào, nào bán. Nỉ ghé qua chợ có bán nè không? Chợ ngoài 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 nhà sách á. Mấy cô bán. Rồi đó mua nhà sách á. Để vậy thôi kêu nỉ thôi. Mang theo một cái cho đứa nhỏ rồi. Con em hồi đó có hết trơn. Ăn chân gà vậy hả? Mắm cay không? Thấy cho cháu miếng chấm ăn. Mấy bà, mấy bạn ngồi. Ăn mắm mặn á. Nó mặn. Điện lên đây con. Thôi. Để mắm mặn kìa. Mắm nụ cay không? Không. Trời ơi, mày đóng như tao phụng mấy bây giờ mày thôi nữa mày. Xác vô này để đổ vô áo em này. Hôm lần lại khi đóng trà nó bắt như đóng phụng mấy á. Ừ. Không đâu uống đâu ổng. Tệ chứ lên. Dùng thiện mắm mượn. Ép tụi. Mẹ dễ, cái quạt nó dễ à. Để mai đi cho mẹ đi cái nha. Còn cái nữa mà, hai cái rồi. Còn cái không em ơi. Cắm còn cái nữa mà. Anh xui làm lấy cho anh lo nha. Được. Lo, hai lo. Lo nghe chưa? Nè, nè, này. Con em hai mấy rồi mà nó chưa. Nè. Mấy rồi hả? Hai mấy rồi, hai mấy, hai mấy rồi. Ghê không, giữ của ghê không nè con. Nè, nó thở chín nó không mất được ha. Của. Chỉ là của nó mà nó qua. Của nó hết rồi nó chát đó. Nó chát của nó là của nó đó. Ủa anh này sao không nhậu? Ăn thôi, không nhậu ăn thôi. Theo bác ăn cơm cho em ăn nha. Đúng rồi, đi qua mạng mình cũng sợ. Nè, bác nhiêu tuổi? 79 gì đó không má nhiều. Má này nhiêu ta? 71 hả? Ủa má hàng 7 hả? Trời ơi, tưởng má còn trẻ. Gì hàng mấy? Tao mới 16 à. Tao đẻ mấy đứa à? Em mới 16 tuổi à. Con mới 5 tuổi à. Con mới 5 tuổi à. Vậy con chưa học lớp 1 luôn. Bán bát mắt. Trời ơi, ra mua như hả nhiêu. Nó bán 3 trái không mà thấy gần 20 mấy 30 ngàn rồi.